đi thả cá cho một cái hồ và sẵn lên quay chia sẻ với mọi người về cái hồ cá đó cho mọi người xem. Mà mình thấy trời nó hơi mù, các bạn không biết là khi tới nơi nó có mưa hay không. Ở Đồng Nai nha các bạn, mình đang ở trên phà cá Cát Lái, mình đi từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về. Tới nhà anh đó rồi mà cái đường nhỏ quá, xe vô không được luôn, chạy xe đậu múc ngoài kia, giờ đang đi bộ vô để đợi ảnh, để anh tới anh chở vô nhà, anh chở hàng vô trước, anh chở cá với đồ vô trước rồi các bạn. Hơn 10 khối luôn hả? 10 khối này anh thả mấy con cỡ bắp bắp chân vậy nè mới đã. Dạ. Dạ, thì mà mới thường thường mới đầu hay mua từ từ, cái biết chơi dần dần cái là ấy, từ từ anh lấy em cái ca múc nước trên này bỏ xuống đây cho nó quen với. Bữa xài bơm mấy ngàn anh? Các bạn, ô chổi 1, 2, 3, 4, 5 hàng. 5 hàng chổi, các bạn thấy nước động không? Đó là hút mặt hút đáy lên đó. Chổi, xong rồi qua 3 ống 90, qua ngang chi mắt. Ở đây anh bỏ ít châm thạch nữa các bạn. Ôm mấy bơm, anh gửi lên gọi. Ôm mấy bơm. Bơm này bơm gì bao rồi. Rồi, đèn UV 2 cây mà anh gắn ổ găng bơm các bạn. Đây, ổ điện để em luôn. Ủa anh xài bơm dây bao hả? Aqua hả? Sập hả? Ủa cái hút mặt đó anh tự làm á hả? Hay quá ta. Có làm cái kia nhưng mà nó không quay nhiều, còn cái này mới vừa làm xong nó quay đi. Hút mặt này nước cũng mạnh nè, nước này mạnh nè. Ủa bơm này anh gắn ra có một luồng này thôi hả anh? Chơi một luồng ha. Một luồng về thấy cũng mạnh nè. Trước là ngang từ đó một cái nè, ngang cái này một cái tính cho chạy vòng tròn. Dạ. Nhưng mà nó nén lại 34 á. À. Nén lại 34 nó thổi yếu quá. Không, luồng này ngon nè. Anh xài hai hút đáy 90 hả? Hai đáy 90. Một hút mặt 60. 3 ống về ngăn lên số 1. Rồi 3 ống 90 qua ngăn lên số 2. Rồi 3 ống 90 qua ngăn lên số 3 luôn ha anh. Ủa anh xài UV hãng gì nhìn nhỏ xíu hả? Cây anh mới làm có 1 tháng mà anh sắp về nhìn hồ giống y chang là lâu rồi á. Tại vì cây ở nhà trồng sẵn á, không có mua luôn á. Nhìn cái giống y hồ nuôi lâu rồi mà mới có 1 tháng à. Chỗ kia 2 ống gì anh? 2 ống thuốc tràng hả? Ngay chỗ mấy cục đá nó có một cái ống thuốc mặt để nữa nó, nhưng mà chưa xài cho nó. À, ví dụ mai mốt mà nuôi nhiều tăng bơm hay gì thì mình xài. À, cái này nó không đã, tại vì cắt nó cái đường xén nó chưa có nhiều á. Dạ. Yeah. Giờ cắt hết lại. Cắt hết lại hả? Anh cắt hết lại hả? À, nhuyễn hơn tí đúng không? Cắt hai giác nó nhanh hơn. Dạ đúng rồi. Ủa cái gì trắng trắng dưới vậy anh? Bông hả? Mấy cái bông kia cao nó rụng xuống.
Mấy em kia anh thả lâu chưa? Thả tết hồ hả? Thả tết hồ nay được chừng hơn tuần. Nó cũng dạng rồi, lên ăn rồi. À, anh tập cái này dễ lắm. Anh cứ mỗi lần ra anh cho mấy hộp cám, mỗi lần ra cho mấy hộp cám. Mấy cái ống đó là để khỏi luôn đó, nhưng bây giờ không xài nữa. Thấy xài như vậy nó mạnh hơn. Ngày xưa xài vậy nó hút mặt này nó hút không nổi luôn á. Nó bị ép anh. Tại bơm mình không phải bơm tăng áp. Khi nào mà bơm tăng áp như bơm rửa xe nó mới đẩy ép. Dạ. Đúng rồi, anh quất ra vậy càng gần vậy không. Với lại cái bơm này là bơm tạc anh. Bơm tạc thì anh chỉ phải ra ống ngang thôi. Chứ anh đừng đưa ống nhỏ. Ống nhỏ nó ép liền. Nó chỉ từ cái bơm lên ra một cái ống 90 luôn. Cái này nếu như tăng lên tầm khoảng 36 khối thì nó ra cái này vừa. Dạ thì cũng tùy theo lọc. Ví dụ ô lọc anh là 3 khối đúng không? Ô lọc 3 khối, hồ 10 khối là cũng ok rồi đó. Ủa sao mà nhỏ quá ta? Anh thấy 3 khối nhỏ quá không? Không tới 3 khối đâu. Ví dụ như là 90 nhân 90, 90 nhân 1 mét á. À. Là 3 cái được phần. Vậy cho 2 2 2m7. Anh tháo cái thùng oxy ra đi giùm em đi rồi coi thử anh có không hiểu cái chỗ nào không em sẵn em ấy chỉ luôn. Nó cũng dễ mà. Ủa cái thềm này anh có nhúng chân xuống luôn hả hay sao không thấy? À, anh say à là anh định là cá tới đây cá tới đó thì nó sẽ tập trung gì đó mình muốn rờ nó hay là cái gì đó thì nó cũng dễ hơn. Dạ các bạn cá mới đem vô múc nước này lên để cho nó quen nước nha. Quen nước rồi lát tắm tím. Dạ mấy em kia vẫn còn chắc còn nhát hơi hay bơi dưới đáy không anh ha. Ý là nó còn thấy người anh, thấy người mình đó là nó vẫn còn núp. Anh tập khoảng chừng tháng hay là 2-3 tuần gì là nó thấy mình tới là nó bu lại à. À vậy hả? Hồi sáng có cái anh ở ngoài Bắc á, ảnh gọi cho em, ảnh kêu là kiếm cái mẫu nào cho ảnh làm hồ non bộ mà bự thiệt bự, cao 3 mét mấy. Em kêu ở trong Nam á, bây giờ ai cũng làm hồ giống anh vậy nè. Thấp rồi đá bìa xung quanh rồi làm cái thác nhỏ nhỏ không à. Chứ còn mà ảnh định đổ luôn cái hồ non bộ chính giữa cái hồ á. Ở ngoài đó. Vậy họ thích như vậy, mà em cái tư vấn em kêu anh đừng có làm vậy, nó chiếm chỗ của mấy con cá núp nữa. Với lại nó mà thấy cái chỗ nào che được là nó núp dưới đó hả? À. Ủa dưới kia anh cũng bỏ mấy cục đá làm gì vậy? Ủa hồ này hồ cũ cải tạo lại hả anh? À. Cải tạo nhưng mà gần như xây mới luôn, tại vì ngày xưa nó cạn lắm. Rồi mình đập đi, mình đúc bê tông toàn bộ luôn. À, anh đúc bê tông toàn bộ luôn hả? Ủa anh có làm bên cây kiển hay gì không mà thấy chồng khéo quá vậy? À không vậy cũng có cái ngành nghề đó nó cũng có liên quan tới ấy. Dạ. Chứ gặp em là em xây cái bức tường bằng đá luôn rồi xong rồi đó. À, bữa nào rảnh là làm phải không anh? Lúc nào cũng có chụp hình lại cũng khí thế lắm. Dạ. Mới đúc lên giờ bây giờ lâu vẫn còn nhìn thấy cái cục gạch nó bị lót rồi hả? Là lâu là làm vẫn bị lỗi đúng không? Ủa bộ lọc này anh không có xài à? Chưa có xài, không có xài bỏ thêm sứ với đá vào cái ngăn bơm anh. Không UV anh dời qua chỗ đi anh. Nó diệt luôn mấy con lợi khuẩn
Không, bữa nào anh thử đi, nước nó sẽ trong chứ không có vàng vàng gì đâu. Nó vàng là có thể là do điêu, tại vì thử lấy múc một kia, lấy cái chai nước lên thì thấy nó trong. Vậy hả? Chứ cái nước của em hồi nãy đem tới nó em thấy nó trong, mà anh múc vô cái thấy nó vàng liền nè. Cái nước của em là cũng là nước trong hồ nuôi tụi này luôn, nhưng mà nó trong veo, anh thấy không? Cái anh múc cái hồ dưới lên cái nó ra nó màu vàng vàng liền. Dạ. Anh mấy anh vô anh đàn. Ủa mà cá, ủa anh thả thêm đôi phụng cá đuôi bướm nữa nè. Hai cái con đó là hai con ngày xưa đó. À. Hồi giới hồi giống em làm cái hồ mà sửa tới chắc giờ vẫn còn sửa. Cái này sau này còn sửa một cái nữa là xây cái ngăn bơm, ngăn bơm hiện tại nó lớn quá. Mình xây ngăn ra phát một nữa làm cho cái canet vô. Dạ. Nhưng mà em thấy bây giờ làm hệ thống cứ 4 ô hoặc 5 ô nó dễ hơn. Nhưng mà ý là hồ nhỏ nha anh, hồ đổ 10 đổ lại thôi, chứ còn mà lên hồ 20 á anh phải gắn mấy drum hoặc là hoặc là cái máy máy tách phân loại mini á, nó cũng dễ chịu lắm, nó cũng rẻ tiền mà đồ rum thì nó mắc. Rồi sao mình mới giao cá rồi xong rồi bạn, rồi mình ngồi nói chuyện với anh tí, thấy ra đây thấy đẹp đẹp mình qua cho bạn xem, cũng không có gì hết, lâu rồi mới đi vô trong sâu trong xa có cái suối có đồ các bạn, ở trong này suối mương đồ cũng rất là trong luôn. Ở đây ảnh kêu mấy muốn ra đây anh thả cá coi. Anh chặn lại nuôi cá nước này. Nước rất là trong cho mọi người. Rồi hôm nay mình định đi lên chia sẻ với mọi người về cái hồ Bà Lộc à, nhưng mà mình chỉ quay được chừng đó thôi. Ở trong kia có con cua các bạn. Rồi bây giờ mình đi về giao cá với lại máy oxy tích điện đó các bạn. Xong rồi. Ở đây đẹp như miền Tây vậy các bạn. Khi nào có dịp thì mình lại lên ghé anh chơi. Ở bên kia các bạn thấy có cây cao không? Lâu rồi mình mới thấy các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye.